Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Lũ lụt kéo sập nhà cuốn trôi xe cứu hỏa, Trung Quốc lập tức phát báo động đào số 1. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2023. Mưa lũ làm sập nhà ở Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm qua, ngày Chủ nhật. Một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Thiểu Quan hôm Chủ nhật, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ, mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nangu Ojinbao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã xóa sổ ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thanh gỗ lớn. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, từ 20 giờ ngày Chủ nhật đến 20 giờ ngày thứ hai khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Trong đó khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tờ GMEAN News của Trung Quốc cho biết, kể từ đầu tháng này năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn. Mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử, khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập khiến 5 người gặp nạn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Văn phòng phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày Chủ nhật cho biết, từ nửa tháng nay, lượng nước mưa đo được ở 997 thị xã, thị trấn, ở 82 quận, huyện trong tỉnh vượt quá 280mm, trong đó 419 thị xã, thị trấn ở 63 quận, huyện vượt quá 450mm và 33 thị xã, thị trấn ở 10 quận, huyện vượt quá 660mm. Từ 6 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, lượng mưa ở 118 thị xã, thị trấn của 18 quận, huyện trong tỉnh vượt 70mm, trong đó 73 thị xã, thị trấn của 7 quận, huyện vượt 130mm. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc, vào ngày hôm qua, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 235,8mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV, vào sáng nay mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành. Tại Quảng Tây, theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp ngày hôm qua, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2,539 triệu người tại 112 quận, huyện của 14 thành phố trong toàn khu vực, 155.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 317.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 1.750 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy. Trung Quốc đang đối mặt với ba hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến ngày mai. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một khu vực rộng lớn và đông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ 2 tháng trước. Trước mùa mưa báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè, Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân đã trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua, vào thứ Năm tuần trước, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu trong một cơn bão lớn. Khoảng 5.500 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm, với sóng cao ở khu vực sông Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền trung ương đã phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,65m vào hôm thứ Ba tuần trước, cao nhất trong vòng 21 năm qua. Trong khi đó,
cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè 2 năm trước. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Thưa quý vị, tình hình thiên tai ngay từ đầu mùa hè năm nay đã có nhiều diễn biến phức tạp khi mưa lớn diễn ra thường xuyên một cách bất thường. Với sự duy trì của trạng thái khí hậu La Nina thì mưa bão sẽ tập trung dồn dập vào cuối năm tại các tỉnh miền Trung. Đây là nội dung chính được đưa ra tại hội thảo cập nhật nhận định diễn biến thiên tai 2023 do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào hôm nay. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là năm thứ 3 liên tiếp thời tiết duy trì trạng thái El Nino. Đây là điều hiếm gặp và cảnh báo khả năng thiên tai vào cuối năm dồn dập khi mưa nhiều, bão kết hợp với không khí lạnh tràn về sớm, có khả năng gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ. Thưa quý vị, những trận mưa lớn được coi là ngàn năm có một ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua đã gây ra lũ lụt dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền Bắc Kinh hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, Trung Quốc thường phải đối phó với lũ lụt trong mùa hè hàng năm. Những sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành vi con người góp phần khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Mùa lũ kéo dài bất thường, lượng mưa cao kỷ lục ở nhiều khu vực, Trung tâm Khí hậu Quốc gia dự báo rằng lũ lụt Trung Quốc sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Mực nước tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong khi các khu vực của tỉnh Phúc Kiến lân cận và khu vực Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục. Hơn nửa triệu người đã phải di tản trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra là hơn 250.000 đô la Mỹ. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam nước này đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong các năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, săn lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Truyền thông Trung Quốc cho biết, lượng mưa ở một số khu vực miền Nam của nước này ở mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây lũ lụt, lở đất ở nhiều nơi, được đánh dấu bởi thời tiết mưa và bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc, tạo ra những trận mưa rất lớn. Nhà phân tích Wang Weizhu thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Hai bên đã đi vào bế tắc và giằng co, tạo ra những trận mưa cực lớn. Điều này khiến người ta lo ngại khi nhớ tới trận mưa lũ khủng khiếp hồi tháng 7/2/2021. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 mét khối trên giây, mức độ được cao nhất từ trước cho đến nay. China News đưa tin, hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đang được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt vì mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn, biện pháp đối phó với lũ lụt và nắng nóng. Giới chức Trung Quốc ước tính thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3 GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái gây ra thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu sau công bố của công ty tái bảo hiểm Swiss cho thấy, Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết là mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư đề phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đã có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo, lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau và thịt lợn, đồng thời đẩy lạm phát lên cao. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọt biển với mặt đường thấm để hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Mott, nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, chuyên về chính sách môi trường của Trung Quốc cho biết, những trận lũ lụt gây ra thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một dấu hiệu biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và vào các thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Một lộ trình mới về thích ứng với biến đổi khí hậu được chính phủ Trung Quốc công bố vào tuần trước, cho biết là trọng tâm bây giờ nên chuyển sang dự đoán thời tiết khắc nghiệt chính xác hơn, bằng cách là sử dụng các cảm biến về vệ tinh. Tính hữu ích của dự báo thời tiết sẽ hết khoảng là 10 ngày.
sau đó là độ chính xác của chúng nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, theo dõi và dự báo khí hậu là việc hoàn toàn khác, giúp dự đoán lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng trước ít nhất là một tháng. Bài học từ trận mưa lớn nghìn năm có một ở Trung Quốc, ông Ma Li, cựu phó giám đốc Cục Khí tượng Tứ Xuyên đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng sự thay đổi thời tiết là tức thời, nhưng sai số của các dự báo ngắn hạn quá mạnh, thời gian càng ngắn thì phạm vi và cường độ càng ngẫu nhiên. Lượng mưa mà Trịnh Châu phải đối mặt lần này là rất hiếm và rất khó để dự đoán chính xác do thiếu kinh nghiệm trong quá khứ. Việc dự đoán chính xác điểm cố định, thời gian cụ thể và định lượng vẫn là một thách thức với ngành khí tượng, đặc biệt là mưa lớn cực đoan. Với trận mưa trên 600mm trong 24 giờ ở tỉnh Hà Nam, công nghệ trên thế giới chưa có khả năng dự báo được lượng mưa vài trăm mm trong thời gian ngắn hạn như trận mưa này. Các công nghệ hiện đang được sử dụng trong dự báo thời tiết, chẳng hạn như radar và hình ảnh đám mây vệ tinh giải quyết vấn đề dự đoán là thời tiết khắc nghiệt có xảy ra hay không. Nhưng cho dù là lượng mưa là 50mm hay là 200mm, thì hầu như không có sự khác biệt giữa hình ảnh về mây vệ tinh và radar. Bên cạnh đó, việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời với những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Tuy nhiên, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở khu vực châu Á còn hạn chế, do đó kỹ thuật cao ngày nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo mưa bão chính xác. Nếu điều kiện thực tế là bất khả kháng, hệ thống cảnh báo sớm có thể là coi là một yếu tố nhân tạo, có thể là kiểm soát được. Đã có cảnh báo sớm nhưng không ai nghĩ mưa lại lớn như vậy, không có ai nghỉ làm vì cảnh báo mưa bão, một công dân Trịnh Châu chia sẻ với Sina. Thực tế là đại đa số những người bình thường không hiểu rõ về hậu quả của lượng mưa 50mm, 100mm hoặc là thậm chí là 200mm. Từ tình hình thực tế, con số 100mm cũng đánh giá thấp sức mạnh của trận mưa bão. Trước cảnh báo của Cục Khí tượng, nhiều người vẫn xuống đường và các phương tiện giao thông công cộng như là tàu điện ngầm vào hoạt động. Hơn nữa, một số kênh cảnh báo sớm không đóng vai trò tốt ở những thời điểm quan trọng, mức độ ưu tiên, nhắc tin nhắn của các ứng dụng không đủ cao, tỷ lệ tiếp cận hiệu quả của tin nhắn, văn bản, TV và radio không hiệu quả. Theo báo cáo của Southern Weekend, một cán bộ của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Trịnh Châu đã chỉ ra rằng cảnh báo sớm không phải là luật, mà chủ yếu là lời khuyên. Người lao động có thể đi làm hay là không phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động. Mặc dù cảnh báo sớm không thể ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai, nhưng nếu có thể thực hiện phản ứng trước vài phút, thậm chí là vài giờ thì những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm đáng kể. Lấy Nhật Bản làm ví dụ, là một quốc gia dễ xảy ra động đất. Trong vòng 10 giây sau khi động đất bắt đầu, một hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia ngay lập tức hoạt động. Hệ thống đó báo động được kết nối với hệ thống điều hành. Do đó, chỉ cần điện thoại di động có tín hiệu khi báo động được phát ra, điện thoại sẽ nhận được cảnh báo ưu tiên cao nhất với nhạc chuông đặc biệt và nội dung phát sóng của TV và radio cũng sẽ đưa tin ngay lập tức. Dựa trên kinh nghiệm của người dân trong việc đối phó với động đất, ngay thời điểm đầu tiên nhận được cảnh báo, các bộ phận khác nhau đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tương ứng, giảm tốc độ đoàn tàu đang chạy để dừng lại. Các công ty khí đốt và điện lực kịp thời đóng cửa các cơ sở nguy hiểm và sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Bài học lần này mang lại mọi cảnh báo về thảm họa thiên tai phải được quan tâm đúng mức. Mọi cảnh báo về thảm họa thiên tai phải được quan tâm đúng mức. Mọi cảnh báo về thảm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Mưa lớn xối xả chút xuống Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, hơn 20 đường cao tốc bị gián đoạn và sạt lở nghiêm trọng. Lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, bắt đầu từ 20 giờ 2 ngày trước đó, mưa lớn rơi ở Quảng Nguyên và gây ra thảm họa nghiêm trọng. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 5 người chết và 1 người mất tích do thiên tai, 18 xã thị trấn mất điện, hơn 20 tuyến đường giao thông nông thôn bị gián đoạn do ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Đồng thời, nước sông dâng cao khiến toàn bộ diện tích hoa màu bị ngập lụt và hơn 120.000 ha hoa màu bị mất trắng. Được biết, từ 20 giờ ngày hôm kia đến nay, đã có mưa to đến rất to ở Jianggi, Liju, Wanba, Chaotian, Đông Khichuan, Bắc Gangkang và các nơi khác ở thành phố Wanjia. Lượng mưa nhiều nơi vượt quá 150mm và lượng mưa cao nhất xảy ra ở quận Gwangkang, thị trấn Mạnh Tử. Lượng mưa đạt hơn 250mm. Trận mưa bão dữ dội gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng cũng như nhà ở, nông trại, giao thông, cấp thoát nước và điện.
thông tin liên lạc ở Quảng Nguyên và gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng như sạt lở đất đá. Sau trận mưa lũ nghiêm trọng, Bí thư Thành ủy Quảng Nguyên Lưu Kiang và Thị trưởng Mã Hoa đã lập tức ra tiền tuyến chỉ đạo cứu hộ lũ lụt, nhanh chóng bố trí sơ tán và di chuyển dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Cử các đội cứu hộ khẩn cấp vận chuyển vật tư cứu trợ như đồ ăn, nước uống, thuốc men, chăn, mùng, mền đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để cứu trợ kịp thời. Thành ủy và chính quyền thành phố Quảng Nguyên đặc biệt yêu cầu các ban ngành các cấp trong thành phố đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu. Mọi tình huống nguy hiểm ảnh hưởng đến sản xuất bình thường và đời sống của nhân dân cần được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Hiện tại, tổng cộng 3.647 nhân viên ứng cứu khẩn cấp bao gồm cảnh sát vũ trang, công an, dân quân dự bị và các đội cứu hộ chuyên nghiệp đã được điều động trên toàn thành phố. Công tác phòng chống lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp cứu trợ thiên tai của thành phố đang được thực hiện có thứ tự trên toàn diện. Theo thông tin từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt Tứ Xuyên, vào lúc 22 giờ ngày hôm qua cho biết, trận mưa lớn bắt đầu trở lại vào tối ngày hôm trước đã khiến 4 người chết và 1 người mất tích ở Tứ Xuyên. Tính đến thời điểm hiện tại, kể từ trận mưa bão dữ dội nhất năm nay đổ bộ vào Tứ Xuyên vào tối thứ 6, đã có 11 người thiệt mạng, 8 người mất tích và 10 người mất liên lạc do các thảm họa khác và hiện vẫn đang được tiếp tục thống kê thu thập. Được biết, hiện tại lượng mưa ở Đông Bắc Tứ Xuyên vẫn đang tiếp tục. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Tứ Xuyên đã yêu cầu các bộ phận phòng chống lũ lụt ở các khu vực liên quan hết sức cảnh giác, tăng cường túc trực và triển khai nhiều biện pháp đối phó. Được biết, tại huyện Vấn Xuyên là nơi huyết mạch liên lạc với thế giới bên ngoài bị gián đoạn do mưa lớn, sạt lở đất gần đây. Người dân vẫn an toàn và có đầy đủ vật dụng được tiếp tế. Kể từ đầu tháng này, huyện Vấn Xuyên đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp, lốc xoáy, lở núi và lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước. Đoạn Du Giang Vấn Xuyên của quốc lộ 213 huyết mạch nối Vấn Xuyên với thế giới bên ngoài cũng bị gián đoạn. Vấn Xuyên cách thành đô hơn 90 km, quận Lỵ bây giờ phải đi đường vòng gần 1.000 km mới có thể đến thành đô. Đường sắt Quảng Châu Pakistan dự kiến sẽ thông xe trở lại sau 7 ngày. Kính thưa quý vị, theo tin tức hàng ngày của Tứ Xuyên cho biết, do lượng mưa lớn liên tục trút xuống trong những ngày qua đã khiến cho núi lở sập đổ xuống và các hoạt động của tuyến đường sắt thành phố Quảng Nguyên, thành phố Bai Trông bị gián đoạn. Hiện tuyến đường sắt đang trong quá trình sửa chữa khẩn cấp. Lượng mưa lớn liên tục từ 2 ngày qua đã gây ra thiệt hại cho nhiều bộ phận của tuyến đường sắt Quảng Nguyên Bai Trông, trong đó có dòng chảy đá vụn do lũ quét liên tiếp gây ra sạt lở núi, hư hỏng nền đường, hơn 190 mét nền đường bị cuốn trôi, hơn 5.700 mét khối xỉ đường sắt bị sạt lở, hơn 330 mét khối đá hộc đọc lại. Theo Zhang Derin, giám đốc an toàn của chi nhánh đường sắt Guangba Linh Pule thuộc tập đoàn đường sắt Tứ Xuyên cho biết, chỉ tính riêng toàn bộ đoạn của đường sắt Puji Luba có 6 tình huống nguy hiểm khi trận lũ quét thảm khốc xảy ra, trong đó nghiêm trọng nhất là trên DK106-550-630, nơi này có khoảng 5.100 điểm sạt lở và dòng chảy đá răm. Sau thảm họa, chi nhánh đường sắt Guangba Linh Pule thuộc tập đoàn đường sắt Tứ Xuyên đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp và thành lập một đội cứu hộ gồm hơn 110 người tức tốc đến hiện trường và bắt đầu làm việc trên nhiều tuyến. Theo thông báo, lúc 17 giờ ngày hôm nay cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, dự kiến toàn tuyến sẽ thông xe trở lại sau 7 ngày. Tuyến đường sắt Tứ Xuyên Quảng Nguyên đến Ba Rông dài 163 km bắt đầu từ thành phố Ba Rông ở phía đông và kết thúc tại thành phố Quảng Nguyên ở phía bắc, sau đó kết nối với đường sắt Bang Chen. Đây là tuyến đường sắt đi ra ngoài duy nhất ở thành phố Ba Rông. Nó chịu trách nhiệm chính cho việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, than đá, dầu mỏ và quặng sắt ở Đông Bắc Tứ Xuyên, Ba Rông, Quảng Nguyên ra ngoài Tứ Xuyên. Thưa quý vị, tuần qua, Nam Kinh lại tiếp tục có mưa lớn. Sau một đêm mưa, tình trạng ngập úng xảy ra tại một số khu vực trũng thấp trong khu đô thị, dẫn đến ùn tắc giao thông ở một số đoạn khu đô thị, gây bất tiện cho sinh hoạt và đi lại của người dân. Trận mưa cũng khiến nhiều chuyến bay đến và đi tại sân bay Nam Kinh Luku bị trì hoãn. Phóng viên nhìn thấy tại số 151 phố Bảo Sơn, thành phố Nam Kinh, sau trận mưa kéo dài cả ngày, lượng nước lớn đọng lại trên toàn tuyến phố. Độ sâu của nước quá đầu gối, người dân và các cửa hàng trên đường phố bị ngập. Và một chiếc ô tô đen nửa thân chìm trong nước. Đường trên cao cầu Nam Kinh Sài Hồng cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Đến 8 giờ sáng, nước đọng lại tại đây đã tràn qua bắp chân, người qua đường vất vả đi lại. Lưu thông các phương tiện cũng bị ảnh hưởng.
nhiều tài xế xe buýt đã tranh thủ chạy xe vào những khu vực bị ngập nước sâu. Hậu quả là xe buýt bị mắc cạn dưới nước. Do lượng mưa lớn, một ngôi nhà cổ ở phía nam thành phố Nam Kinh đã bị sập hoàn toàn. Căn nhà rộng chưa đầy 15m2 nằm ngổn ngang, thậm chí cửa không mở được. May mắn là không có ai trong nhà bị thương khi sập nhà. Theo số liệu từ Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Nam Kinh, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 3 giờ 30 phút sáng nay, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 152mm và lượng mưa lớn nhất là 203mm. Kênh thông tin 12319 của Cục Quản lý Đô thị Nam Kinh đã nhận được hơn 20 tin nhắn báo động về nước từ đường Heishiyasan, đại lộ Dương Tử Giang, cầu cạn cầu Xây Hông và những nơi khác trong ngày. Sau khi cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố xử lý thoát nước khẩn cấp, nước đọng ở những khu vực này với cơ bản đã rút cạn. Đồng Yan Huê, người phát ngôn của trụ sở phòng chống lụt bão đô thị Nam Kinh cho biết, các trạm bơm ở khu đô thị Nam Kinh đang nỗ lực hết sức để tiêu thoát nước với tổng công suất lắp đặt là 203 chiếc, trong đó 31 máy đã được quay vòng để thoát nước. Chính quyền thành phố Nam Kinh cho biết, 9 đoàn kiểm tra đã được cử đi kiểm tra 33 khu vực trọng điểm về phòng chống có lượng mưa và tích nước tương đối nghiêm trọng trong giai đoạn đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, Nam Kinh sẽ có một đợt mưa mới trong 2 hoặc 3 ngày tới. Năm nay, Nam Kinh bước vào mùa mưa Meiyu và mùa mưa Meiyu năm nay sớm nhất lập kỷ lục trong 12 năm qua. 81 người bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở Jingxiu, Tứ Xuyên. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, một cây cầu đường bộ bên cạnh một con sông nhỏ ở làng Jingxiu Yongtanbao trên đường cao tốc Jingxiu Tao Wulong ở Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ và 81 người bị mắc kẹt trong bong dưới gầm của cây cầu hỏng bị cô lập giữa dòng nước lũ. Sau khi nhận được báo động nguy hiểm, Tang Shengwen, nhân viên của đội cứu hỏa Vân Xuyên ngay lập tức cùng 7 sĩ quan và binh sĩ đến hiện trường để ứng cứu do con đường dẫn đến hiện trường bị sạt lở đất và núi. Các phương tiện không qua lại được nên các cán bộ chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ khẩn trương đi bộ đến hiện trường với các thiết bị cứu hộ như ném phao cứu sinh, dây an toàn, áo phao. Các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng dây thừng lớn để vượt qua dòng nước lũ, đưa được 36 người mắc kẹt ra ngoài thành công. Đến 17 giờ 40 phút với sự hỗ trợ của máy xúc, máy ủi, 45 người còn lại bị mắc kẹt đã được di chuyển ra khỏi khu vực bị nước lũ cô lập an toàn. Đến 19 giờ 18 phút tối, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ đã ứng cứu thành công được 81 người mắc kẹt và đều đã được đưa đến thị trấn Jingxiu an toàn. Cũng vào ngày hôm qua, một cơn mưa bất ngờ đã trút xuống tỉnh Yanxi Tuya và khu tự trị Miao của tỉnh Hồ Bắc. Vào sáng sớm cùng ngày, thị trấn Sunhe của thành phố bang NC City cũng đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại trạm đo được lượng mưa đạt 193,4mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là 90,1mm trong một giờ. Lượng mưa lớn đã gây ra một trận lở đất với khoảng 200.000 mét khối, khiến một trạm xăng bị vùi lấp và hai người mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Vào lúc 10 giờ 55 phút sáng ngày hôm qua, lượng mưa đã gây ra một vụ lở đất địa chất quy mô lớn tại km 27 với chiều dài hơn 350 mét trên đường cao tốc Ba Phe ở thị trấn Sunhe, thành phố EC. Theo ước tính sơ bộ, vụ lở đất lên tới ước tính với 200.000 mét khối đất đá đã rơi xuống, khiến một nhà máy sản xuất bánh mì và một cây xăng phía bên phải đều bị vùi lấp. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, có 4 người trong ngôi nhà bị sập, bị vùi lấp đã bị thương và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã. Sau khi kiểm tra thì tất cả 4 người đều bị thương nhẹ. Hiện tại, hai chiếc ô tô tại cây xăng đã bị vùi lấp, nhưng rất may là không có ai bị thương. Hai người vẫn mất tích là Chen Ruhong, 47 tuổi, trưởng cây xăng và Shu Aixin, 48 tuổi, chủ nhà máy sản xuất bánh mì. Tại cây xăng bị chôn lấp có hai bồn chứa dầu, lần lượt chứa 15.700 lít xăng và 17.900 lít dầu diesel. Theo phát hiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và lực lượng vũ trang, không có dấu hiệu rò rỉ. Điều này được hiểu là điểm sạt lở không phải là điểm quan trắc trượt lở địa chất. Sau thảm họa, thị trưởng NC Quyen Binh cùng các lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố có liên quan đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức tổ chức một cuộc họp đặc biệt để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa, đồng thời nhanh chóng thành lập nhóm dẫn đầu cứu hộ và cứu trợ thảm họa khẩn trương lập phương án ứng cứu, đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 197 hộ dân và 687 người dân hai bên khu vực xảy ra thảm họa, đồng thời các nhân viên đặc biệt túc trực xung quanh khu vực sạt lở và giám sát nghiêm ngặt để ngăn chặn sự cố rò rỉ từ kho dầu.
Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở Trung và Đông Quảng Đông, Nam và Đông Bắc Quảng Tây và các nơi khác. Từ ngày tiếp theo sẽ có mưa lớn ở Bắc Giang Nam, Giang Hoài, Giang Sơn, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các nơi khác, mưa to ở một số khu vực. Từ 8 giờ ngày mai đến 8 giờ ngày tiếp theo, Bắc và Đông Tân Cương, Đông Thanh Hải, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, Đông Tây Tạng, Đông Nam Nội Mông, Bắc Hắc Long Giang, Đông Cát Lâm, Liêu Ninh, hầu hết Hoa Bắc, Bắc Sơn Đông, Nam Giang Hoài và Đông Hồ Bắc, Giang Nam, Nam Trung Quốc. Và phần lớn phía Tây Nam có mưa nhẹ đến mưa vừa hoặc dông. Trong đó, Đông Bắc Chiết Giang, Trung và Đông Quảng Đông, Nam và Đông Bắc Quảng Tây, Đông Nam Cam Túc, Đông Tứ Xuyên và Tây Tứ Xuyên, Lưu Vực và Đông Nam Tây Tạng có mưa lớn ở các nơi khác và có mưa lớn ở các khu vực phía Tây Lưu Vực Tứ Xuyên, Đông Nam Quảng Đông và Nam Quảng Tây. Một số khu vực nêu trên có kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như ngắn hạn và có dông và gió giật mạnh. Hầu hết biển Hoa Đông có gió từ cấp 5 đến cấp độ 7 và gió giật cấp 8. Trong 3 ngày tới sẽ có mưa nhẹ đến mưa vừa ở Bắc Tân Cương, Nam Thanh Hải, Đông Tây Bắc Trung Quốc, Tây Tạng, Đông và Nam Hắc Long Giang, hầu hết Liêu Ninh, Bắc Sơn Tây, Nam Hà Bắc, phía Tây Hoàng Hoài và phần lớn phía Nam hay có sấm sét, trong đó có mưa to hoặc mưa rất to, mưa lớn cục bộ ở Giang Hoài, phần lớn Giang Sơn, Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây và hầu hết Trùng Khánh. Một số khu vực trên có mưa dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Thời tiết đối lưu mạnh, trên khu vực Nam Biển Đông có gió giật cấp 5, 6. Cũng trong 4 ngày tới, ở Bắc Tân Cương có mưa rào nhẹ đến mưa vừa và dông. Hầu hết các cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Trung Sơn Tây, Tây Hà Nam, Giang Hoài, Giang Sơn, Tây Trung Bộ và Bắc Bộ, Giang Nam, miền Nam Trung Quốc và phần lớn miền Tây. Trong số đó có mưa lớn hoặc mưa to ở Thượng Hải, Nam Giang Tô và An Huy, hầu hết Giang Sơn, Bắc Chiết Giang, Bắc Giang Tây, Bắc Hồ Nam, Đông Bắc và Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Vân Nam có mưa to cục bộ, thời tiết đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh. Hầu hết biển Hoa Đông có gió từ cấp 5 đến cấp 7 và gió giật cấp 8. Chiều ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh thông báo rằng từ sáng sớm ngày mai đến đêm ngày kia, Trùng Khánh sẽ mở ra một đợt mưa mới, cường độ có thể năm nay là mạnh nhất kể từ mùa lũ với lượng mưa lớn cục bộ trên 150mm. Dự báo từ sáng sớm ngày mai đến đêm ngày kia, tại Trùng Khánh có mưa dông. Thời gian chủ yếu từ ngày mai đến ngày kia có mưa to đến rất to. Phía Đông Bắc Bộ 80-120mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu Tây Bắc có mưa to đến rất to từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Có nơi vừa hoặc mưa to từ 20-40mm ở hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử có sấm sét kèm theo những đợt gió mạnh. Đài quan sát khí tượng nhắc nhở rằng đợt mưa này có thể là đợt mưa mạnh nhất ở Trùng Khánh kể từ mùa lũ năm nay. Do thượng nguồn Tứ Xuyên cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn nên cần chú ý đến sự thay đổi điều kiện nước của lưu vực sông Di Linh để ngăn chặn lũ lụt vượt quá mức cảnh báo. Ngoài ra cần chú ý đề phòng tai biến địa chất như núi lửa, sạt lở núi, sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng đô thị và nông thôn do lượng mưa lớn gây ra, đồng thời chú ý đến các thiên tai như sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng đang đổ bộ nhiều nơi ở Quảng Tây, một số sông vừa và nhỏ vượt mức nước cảnh báo lũ. Văn phòng trụ sở chính của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, Lai Bin, Liễu Châu và những nơi khác ở Quảng Tây đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong vài ngày qua. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của khu tự trị, vào tối ngày hôm qua, trận mưa hơn 250mm đã đổ xuống một ngôi làng thuộc thị trấn Gusui, huyện Tân Thành, thành phố Lai Vinh trong vòng 6 giờ và hơn 500 dân làng đã phải khẩn cấp di chuyển đến nơi an toàn để tránh thảm họa. Quận Sinbin của thành phố Lai Vinh cũng bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả, làm ngập nhà dân và hơn 800 người phải sơ tán. Đêm đó, phía tây nam của huyện Liễu Giang, thành phố Liễu Châu cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Hai ngôi làng ở thị trấn Ly Gao, huyện Liễu Giang đã đo được lượng mưa 185mm trong vòng 6 giờ và nhà của dân làng bị ngập lụt. Hiện tại vẫn có mưa lớn ở các khu vực ven biển như Bắc Hải và Phan Trinh Gang ở Quảng Tây. Theo Cục Thủy văn và Tài nguyên nước của khu tự trị, mực nước các sông lớn ở Quảng Tây đã lên ở nhiều mức độ khác nhau, tuy chưa vượt quá mực nước cảnh báo, nhưng một số sông vừa và nhỏ đã vượt mực nước cảnh báo. Cục Khí tượng Quảng Tây dự báo trong ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Châu, He Chi, Nam Bách Sắc
và Bắc Nam Ninh sẽ có mưa to, các khu vực khác ở Quảng Tây có mưa rào hoặc dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh, chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày mai có mưa vừa, mưa to cục bộ ở các nơi ở phía Tây Quảng Tây, hầu hết các khu vực khác có mưa rào hoặc dông và cục bộ có nơi mưa rất to. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lúc 6 giờ ngày hôm nay, dự kiến từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, Đông Bắc Chiết Giang, Trung và Đông Quảng Tây, phía Nam và Đông Bắc Quảng Tây và Đông Nam Cam Túc có mưa rào và dông. Ở phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, phần đông của Tây Cao Nguyên Tứ Xuyên và phía Tây lưu vực Tứ Xuyên có mưa lớn. Trong số đó, có mưa lớn ở một số khu vực phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, Đông Nam Quảng Đông và Nam Quảng Tây. Quý vị thân mến, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước sông Lệ An ở Giang Tây đã tăng lên 32,14m, vượt quá mức nước cao lịch sử 1,41m và vượt quá mực nước cảnh báo 6,14m. Theo thống kê của Cục Phòng vệ tỉnh Giang Tây, tính đến 22 giờ ngày hôm qua, mưa lớn ở khu vực phía Bắc của tỉnh đã khiến 32 quận, thành phố, huyện và 401 thị trấn, thị xã bị ảnh hưởng. Đồng thời, số người bị ảnh hưởng tăng nhanh lên gần 2,549 triệu người. Quá trình mưa lớn ở tỉnh Giang Tây bắt đầu vào tối ngày thứ ba tuần trước, sau một thời gian ngắn tạm dừng đến thứ hai tuần này, mưa lớn lại tiếp tục diễn ra trên diện rộng và lượng mưa tăng nhanh vào đêm ngày thứ tư. Theo số liệu của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, từ 15 giờ ngày thứ tư đến 15 giờ ngày thứ năm, tổng cộng 22 quận và khu vực thành thị ở phía Bắc Giang Tây đã xảy ra mưa cực lớn, 13 quận và thành phố có mưa lớn. Một trận mưa lớn 263mm đã đổ bộ vào thành phố Đê Sinh, phá vỡ cơn bão lịch sử vào tháng này. Tính đến 9 giờ ngày hôm qua, vẫn có 58 quận và thành phố ở Giang Tây có mưa vừa đến mưa to. Theo số liệu thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây, 32 quận, thành phố, huyện và 401 thị trấn, thị xã ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 165.000 ha và dân số bị ảnh hưởng tăng nhanh lên 2,549 triệu người, 53 người chết và 122.400 người phải chuyển đi khẩn cấp. 1.840 ngôi nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 2,6 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại trực tiếp về kinh tế của các công trình thủy lợi là 650 triệu nhân dân tệ. Lượng mưa lớn dẫn đến lũ lụt quá mức báo động ở Trường Giang, sông Lệ An, sông Suhe và các con sông khác ở tỉnh Giang Tây, và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số khu vực, đặc biệt là ở Shangrao, Jingdezhen và những nơi khác. Vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, mực nước của trạm Lian River Husan ở Giang Tây đã tăng lên 32,14m, vượt quá mực nước cao lịch sử 1,41m và vượt quá mực nước cảnh báo 6,14m. Trạm Trường Giang Dunfengkeng vượt mức cảnh báo mực nước 1,96m lúc 8 giờ ngày hôm nay. Trạm Singhe Yongsing lúc 8 giờ ngày hôm nay, mực nước vượt mức cảnh báo 1,96m. Tối qua, Lưu Ninh, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi đã có chỉ thị về công tác chống lũ và cứu nạn khẩn cấp sông Lệ An. Sông Lệ phải tăng cường công tác phòng thủ, tổ chức lực lượng vật tư tuần tra bờ bao, tiến hành bảo vệ khẩn cấp, kịp thời di chuyển người trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại. Hiện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã điều động khẩn cấp 600 cán bộ chiến sĩ thuộc quân khu tỉnh và 1.700 cán bộ chiến sĩ thuộc quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh đến hỗ trợ, ứng cứu lũ và cứu nạn khẩn cấp tại thành phố Lộc Bình. Ngoài ra, 6 hồ chứa lớn thuộc quyền quản lý của Giang Tây, bao gồm cả hồ chứa Vạn An, đã vượt quá giới hạn lũ. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, hồ chứa nước Vạn An ở huyện Vạn An đã vượt quá giới hạn lũ 1,95m, phần lớn của huyện Đồng Quan vượt quá giới hạn lũ 0,92m, hồ chứa Jelin ở huyện Yongshu vượt lũ giới hạn 0,8m, hồ chứa Fengcheng Xinchan vượt quá giới hạn lũ 0,9m, mực nước là 0,66m, hồ Kiyi ở huyện Yushan vượt quá mực nước giới hạn lũ 5,23m, hồ chứa Dianxia ở thành phố Chiêu Hồ vượt quá mực nước giới hạn lũ 0,49m. Tỉnh Chiết Giang cũng đã và đang trải qua trận mưa điển hình nhất trong 2 năm qua, và trạm Thủy Văn Lan Si, sông Tiền Đường đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1955. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán tỉnh đã phát động đợt ứng phó khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử với mưa lũ của tỉnh vào ngày hôm nay. Tin tức mới nhất mà phóng viên thu được từ trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Chiết Giang vào sáng sớm ngày hôm nay cho thấy, do lượng mưa lớn, một số thảm họa địa chất như lốc xoáy núi và lở đất đã
đã xảy ra ở Chuan, Kaihua, Sinju và các nơi khác, và hơn 120.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn trên toàn tỉnh, 9 thành phố và 43 quận, huyện, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dân số bị ảnh hưởng là 2,49 triệu người, 2.680 ngôi nhà bị sập và 381 đường giao thông bị gián đoạn. Chưa có báo cáo tử vong nào được ghi nhận. Zhao Hongzhu, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang và Le Vejusan, tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang lần lượt đến trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ án hán của tỉnh để kết nối với các sở kiểm soát lũ lụt ở Lanxi, Yuxi và những nơi khác đang có tình hình kiểm soát lũ lụt tương đối nghiêm trọng để tìm hiểu về tình hình mới nhất và kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó nhanh với lũ trên lưu vực sông mà nhiều năm qua chưa từng thấy. Vào chiều ngày hôm qua, phóng viên đã cố gắng lái xe vào thị trấn Shanxi, thành phố Lanxi, nơi bị bao vây bởi lũ lụt và phát hiện ra rằng một số con đường dẫn vào thị trấn đã bị ngập. Tại làng Luthang, thị trấn Dayang, thành phố Yande ở hạ lưu sông Lanxi, một số lượng lớn người qua đường cũng bị vây chặt trên đường. Một số người qua đường lo lắng, cố gắng lội về phía trước nhưng họ phải rút lui vì nước quá sâu. Cùng ngày tại thành phố Lanxi, 5 hệ thống phòng thủ nông nghiệp tiêu chuẩn thấp bao gồm Quanqian, Zheji, Yongyang, Sanliutu và Ditao đã bị ngập lụt. Yao Wanen, phó thị trưởng điều hành của thành phố Yuji nói với các phóng viên rằng vào sáng và chiều ngày hôm qua, 4 hồ tiêu chuẩn thấp và trang trại tương tự như khu vực đất đá ở lưu vực hồ Taihu bao gồm hồ Mocheng, hồ Giang Yao, Liang Phang Hồ và hồ Yangju nằm trong thành phố bờ kè bị sập và tất cả nhân viên đã được chuyển đi an toàn. Và lúc 19 giờ 10 phút ngày hôm qua, trạm Lanxi, dòng chính của sông Tiền Đường đã hứng chịu mức lũ cao nhất kể từ năm 1955, đạt 35,4m. Cùng ngày, trạm thủy văn Chuji ở lưu vực sông Puya đã đo được mức nước lũ cao nhất kể từ năm 1997. Zhao Fuan, phó giám đốc văn phòng trụ sở chỉ huy cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Chiết Giang giới thiệu rằng đỉnh lũ xảy ra tại trạm Jongku, dòng chính của sông Tiền Đường vào lúc 6 giờ 30 phút ngày hôm qua với mực nước 65,11m, vượt mực nước đảm bảo 1,42m. Tốc độ dòng chảy tối đa đo được của trạm Yiyang ở khu vực Hàng Châu là 18.700 m³/giây. Đây là tốc độ dòng chảy đo được lớn nhất kể từ năm 1999. Lanxi và các vùng trung và thượng lưu khác của sông Tiền Đường đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lớn. Tính đến 23 giờ ngày hôm qua, kè chính sông Puyang vẫn chưa bị sập, mực nước đang xuống chậm. Điều này được hiểu rằng để cắt các đỉnh lũ và đỉnh núi lởm chởm và giảm bớt áp lực kiểm soát lũ trên dòng chính Lanxi, các hồ chứa lớn như sông Xi'an, thị xã Hồ Nam và sông Feng Shui đã đóng cửa xả lũ và ngừng phát điện. Kè ven sông và sông Puyang được canh gác nghiêm ngặt. Và ngày hôm qua, Tổng cục Quốc phòng đã cử một nhóm công tác đến tuyến đầu của tỉnh Chiết Giang bị thiên tai trong đêm để hướng dẫn công tác chống lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Hiện hơn 20 con sông ở miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và ngập lụt với mực nước vượt quá mức báo động. Hình ảnh cho thấy vào ngày hôm qua, tại quận Tây An, thành phố Tây An, tỉnh Hồ Bắc, một người đàn ông kéo một chiếc bè và đi trên con đường ngập nước. Các phóng viên đã tìm hiểu từ cơ quan quốc phòng vào ngày hôm qua rằng do lượng mưa lớn gần đây, hơn 20 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Trường Giang ở Giang Tây, sông Tiền Đường ở Chiết Giang và Liên Xui, một nhánh sông Tương Giang ở Hồ Nam đã chảy qua lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo. Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 11 giờ ngày hôm qua, đợt mưa lớn và lũ lụt kể từ 3 ngày trước đó đã khiến 27 người chết và 7 người mất tích tại 6 tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu, và 92.000 người đã được chuyển khẩn cấp và tái định cư. Và ngày hôm qua, Bộ Tài chính và Bộ Dân sự đã khẩn cấp phân bổ 120 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp sinh hoạt do thiên tai trung ương cho các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, chủ yếu được sử dụng để di dời khẩn cấp, hỗ trợ chuyển tiếp cuộc sống và khôi phục những ngôi nhà bị hư hỏng ở hai tỉnh. Để đối phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ở miền Nam, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính đã liên tiếp triển khai một ứng phó cảnh báo sớm cứu trợ thiên tai và 3 ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa quốc gia, đồng thời cử 4 nhóm công tác ứng phó với thảm họa xuống khu vực bị thiên tai, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Quỹ trợ cấp sinh hoạt sau thiên tai trị giá 33 triệu nhân dân tệ.
5.000 lều cứu trợ thảm họa đặc biệt và 40.000 mền đã được gửi đến các khu vực bị thiên tai ở Quý Châu và Hồ Nam. Bị ảnh hưởng bởi dòng nước thượng nguồn đổ về và dòng chảy của các phụ lưu và lượng mưa, hồ chứa Tam Hiệp có đỉnh lũ lớn nhất là 19.000 mét khối trên dây trong năm nay vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, mức tăng là 0,25 đến 0,8 mét. Đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử và các trạm kiểm soát chính của hai hồ lên 2,78 đến 5,86 mét so với mực nước thấp nhất năm nay, nhưng mực nước vẫn ở mức thấp hơn 0,69 đến 3,32 mét so với cùng kỳ. Ngoài ra, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Phang, Xi'an, Hồ Bắc, chặn kênh sông Pingdu, một nhánh của sông tạo thành một thân đập dài 100 mét, rộng 70 mét và cao 35 mét. Với lượng nước tồn đọng khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu mét khối, Bộ Quốc phòng đã cử tổ công tác khẩn trương đến hiện trường sạt lở. Hiện tại, đập đã tràn bờ, gần 2.000 người gặp nguy hiểm ở hạ lưu đã được chuyển đi an toàn. Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp dựa trên tình hình thiên tai và nhu cầu do Hiệp hội Chữ thập đỏ của các tỉnh liên quan báo cáo và đã phân bổ tổng cộng 100.000 nhân dân tệ cho quỹ cứu trợ khẩn cấp, mền, chất khử trùng môi trường và nước uống đến các khu vực bị thiên tai ở Quý Châu, Hồ Nam và Hồ Bắc, thuốc sát trùng và các vật liệu khác, giá trị tích lũy của tiền và vật liệu gần 1,5 triệu nhân dân tệ. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa to đến rất to đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh Hồ Nam, đồng thời kéo theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm chớp và dông lốc. Tổng cộng có 17 huyện và thành phố trong tỉnh có mưa rất lớn, 3 huyện và thành phố có mưa lớn. Cũng trong thời gian này, kết quả quan trắc lượng mưa của trạm tự động khu vực cho thấy có 242 thị trấn đạt tiêu chuẩn ngập lụt, trong đó có 54 thị trấn đạt tiêu chuẩn ngập lụt nghiêm trọng. Theo thống kê, trong 2 ngày qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã phát tổng cộng 37 tín hiệu cảnh báo mưa bão cho 106 quận nhắm vào Trương Gia Giới, Thường Đức, Bắc Nhạc Dương, Bắc Thiệu Dương, Lô Di, Tương Đàm, Hành Dương, Chu Châu và những nơi khác. Tín hiệu cảnh báo màu đỏ đã được gửi đi 13 lần và 25 quận và thông tin cảnh báo màu đỏ đã được gửi đi liên tục. Sáng ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đây là cảnh báo đỏ với mưa bão đầu tiên được đưa ra ở Giang Tây trong năm nay. Điều này được hiểu rằng Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 16 giờ 54 phút ngày hôm qua và tín hiệu cảnh báo mưa bão phát ra lúc 22 giờ 30 phút ngày hôm qua đã được đổi thành màu vàng. Lúc 6 giờ 40 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Đến 9 giờ 15 phút, cảnh báo mưa bão được nâng lên mức cao nhất là màu đỏ. Mức tín hiệu cảnh báo tăng gấp 3 lần trong vòng 16 giờ là điều hiếm thấy trong lịch sử ngành khí tượng Giang Tây. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hai hồ chứa nhỏ ở thành phố Linxiang, tỉnh Hồ Nam đã gặp nguy hiểm. Vào 2 ngày trước, lực lượng phòng vệ quốc gia đã khẩn trương cử hai nhóm chuyên gia đến hiện trường khẩn cấp hồ chứa cùng với nhóm công tác tổng hợp quốc phòng tại Hồ Nam để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu hộ. Hiện tình hình nguy hiểm của hồ cơ bản đã được kiểm soát, đồng thời bố trí cán bộ đặc nhiệm túc trực 24/24 giờ. Sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã cử một nhóm công tác đến Yunjiang, Jingzhen, Shangrao, Nanchang, Yinchun và những nơi khác để hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Hồ Bắc Tây An, Hoàng Thạch, Yangtze, Anzhou và các thành phố khác liên tục bị tấn công bởi mưa lớn, gây ra lốc xoáy trên núi, lở đất, ngập úng và các thảm họa khác. 11 quận và thành phố, 1,85 triệu người bị ảnh hưởng và tổng số 14.900 người chuyển đi trên toàn tỉnh. Vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã ban hành thông báo bắt đầu ứng phó khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ. Dự kiến sẽ có một đợt mưa lớn nữa ở tỉnh Hồ Bắc từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, thành phố Triệu Dương, nằm ở trong vùng chuyển tiếp giữa đồi Giang Nam và cao nguyên Vân Nam Quý Châu đã hứng chịu những trận mưa lớn trong vài ngày vừa qua. Một số tuyến đường cao tốc bị nước ngập làm hư hỏng nặng. Đến ngày hôm nay, thông qua việc sửa chữa kịp thời của Cục Đường bộ Cao tốc, tuyến đường đã được khôi phục và thông xe.
Theo dữ liệu được cung cấp bởi Văn phòng Điều hành Lũ lụt và Trụ sở Cứu trợ Hạn hán Thiệu Dương, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa lớn đã xảy ra ở Xinjiang, Longshui và các khu đô thị Sanning, Shandong, Hugang, Shaoyang và những nơi khác ở thành phố Thiệu Dương có mưa lớn cục bộ. Có 103 trạm có mưa bão và 36 trạm có mưa lớn trong hệ thống các trạm tự động của thành phố. Lượng mưa lớn nhất là tại trạm Yuyang ở huyện Suning với lượng mưa tối đa là 293,7mm trong 12 giờ. Và lúc 8 giờ ngày hôm nay, mực nước thành phố Jishui Shaoyang là 215,45m, cao hơn 1,45m so với mực nước cảnh báo là 214m và tốc độ dòng chảy là 2.200m khối một giây. Điều này được hiểu rằng lượng mưa lớn ở thành phố Thiệu Dương trong 3 ngày qua đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho Xinjiang, Dongku, Ugang, Xining, Sunning và các con đường ngoại ô khác. Trong số đó, quốc lộ quận Xinjiang G207, đường quận X031, X032, X026, đường quận Tân Ninh X078, đường quận Đông Khẩu X069, đường quận Suining X082 bị nước làm hư hỏng nghiêm trọng. Và cục đường cao tốc ngoại ô thống kê ra 5 hạng mục thiệt hại do nước làm hư hỏng. Một cây cầu đang trong tình trạng nguy hiểm. Tại thành phố Thiệu Dương, tổng cộng 1.725 mét khối nền đường trên các tuyến đường thông thường bị hư hỏng nặng, không thể lưu thông. 54.000 mét vuông mặt đường bị cuốn trôi, một cây cầu bị cuốn trôi, 10 cống bị tắc và 42.000 mét khối đất đá do sạt lở núi và đất xảy ra. Sau khi lũ lụt qua đi, các nhân viên bảo trì thuộc các cục đường cao tốc đã nhanh chóng đến hiện trường ngay khi có thể, đồng thời sử dụng xe nâng, máy xúc và các loại máy móc khác để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Hiện các đoạn đường nói trên đã được thông xe trở lại. Theo ông Zhang Zhonghong, Phó Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước Thiệu Dương, theo thống kê sơ bộ, 101 thị trấn và làng mạc ở 7 quận, thành phố, huyện bao gồm Xinjiang, Longhui, Suning, Shaodong, Dongku, Ugang và Daxiang ở Shaoyang đã bị ảnh hưởng nặng nề do lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất đá nghiêm trọng. Dân số bị ảnh hưởng là 442.700 người, phải di rời khẩn cấp 23.800 người, sập 367 ngôi nhà, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 311.000 ha. Kể từ đầu tháng, tỉnh Chiết Giang cũng đã trải qua trận mưa điển hình nhất trong 23 năm qua và trạm thủy văn La Si, sông Tiền Đường đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1955. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ Hạn hán tỉnh đã phát động đợt ứng phó khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử về mùa lũ mặn của tỉnh này vào ngày hôm qua. Tin tức mới nhất mà phóng viên thu được từ Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang vào sáng ngày hôm nay cho thấy, do lượng mưa lớn, một số thảm họa địa chất như lốc xoáy núi và lở đất đã xảy ra ở Chuan, Kaiwa, Senju và các nơi khác. Và hơn 120.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn trên toàn tỉnh. 9 thành phố và 43 quận huyện thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dân số bị ảnh hưởng là 2,09 triệu người, 2.470 ngôi nhà bị sập và 351 đường giao thông bị gián đoạn. Chưa có báo cáo tử vong nào được nhận. Zhao Zhonghu, Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang và Zhu San, tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang lần lượt đến trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ Hạn hán của tỉnh để kết nối với các sở kiểm soát lũ lụt ở Lanxi, Suyu và những nơi khác có tình hình kiểm soát lũ lụt tương đối nghiêm trọng để tìm hiểu về tình hình mới nhất và sắp xếp kịp thời ứng phó với tình hình lũ trên lưu vực sông mà nhiều năm chưa từng thấy. Vào chiều ngày hôm qua, phóng viên đã cố gắng lái xe vào thị trấn Shanxi, thành phố Lanxi, nơi bị bao vây bởi lũ lụt và phát hiện ra rằng một số con đường dẫn vào thị trấn đã bị ngập. Tại làng Lutang, thị trấn Dayang, thành phố Yande ở hạ lưu sông Lanxi, một số lượng lớn người qua đường cũng bị vây chặt trên đường. Một số người qua đường lo lắng cố gắng lội về phía trước nhưng họ phải rút lui vì nước quá sâu. Cùng ngày tại thành phố Lanxi, năm hệ thống phòng thủ nông nghiệp tiêu chuẩn thấp bao gồm Kyeongjang, Yeji, Yongjang, Silungtu và Tao đã bị ngập lụt. Zhao Junen, phó thị trưởng điều hành của thành phố Shuji, nói với các phóng viên rằng vào sáng và chiều ngày hôm qua, bốn hồ tiêu chuẩn thấp và trang trại, tương tự như khu vực đất đá ở lưu vực hồ Taihu, bao gồm hồ Mocheng, hồ Yangjiao, Liangfeng Hồ và hồ Yangju nằm trong thành phố bờ kè bị sập và tất cả nhân viên đã được chuyển đi an toàn. Vào lúc 19 giờ 10 phút ngày hôm qua, trạm Lianxi, dòng chính của sông Tiền Đường đã hứng chịu mức lũ cao nhất kể từ năm 1955, đạt 35,4m. Cùng ngày, trạm thủy văn Chuji ở lưu vực sông Puyang đã đo được mức lũ cao nhất kể từ năm 1997. Yao Faiyuan,
Phó Giám đốc Văn phòng trụ sở Chỉ huy Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Chiết Giang cho biết rằng đỉnh lũ xảy ra tại trạm Khung Ju, dòng chính của sông Tiền Đường vào lúc 6 giờ 30 phút ngày hôm qua với mực nước 65,11m, vượt mực nước đảm bảo 1,42m. Tốc độ dòng chảy tối đa đo được của trạm Chi Giang ở khu vực Hàng Châu là 19.700 m³/giây. Đây là tốc độ dòng chảy đo được lớn nhất kể từ năm 1999. Lan Xi và các vùng trung và thượng lưu khác của sông Tiền Đường đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lớn. Tính đến 23 giờ ngày hôm qua, kè chính sông Phu Giang vẫn chưa bị sập, mực nước đang xuống chậm. Điều này được hiểu rằng để cắt các đỉnh lũ và đỉnh núi Lởm Chởm và giảm bớt áp lực kiểm soát lũ trên dòng chính Lan Xi. Các hồ chứa lớn như sông Xi'an, thị xã Hồ Nam và sông Phen Chui đã đóng cửa xả lũ và ngừng phát điện. Kè ven sông và sông Phu Giang được canh gác nghiêm ngặt. Vào ngày hôm qua, Tổng cục Quốc phòng đã cử một nhóm công tác đến tuyến đầu của tỉnh Chiết Giang bị thiên tai trong đêm để hướng dẫn công tác chống lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Trận động đất hôm nay ở Tứ Xuyên là dư chấn mạnh của trận động đất Lude 6,8 độ Richter. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 13 giờ 17 phút ngày hôm qua, một trận động đất 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lude, tỉnh Kanji, Tứ Xuyên, vị trí tại 29,61 độ vĩ Bắc, 102,03 độ kinh Đông. Trận động đất có độ lớn với tiêu cự sâu 12 km. Theo báo cáo, tâm chấn cách hạt Lude 39 km, cách thành phố Kanding 44 km và cách thành phố Thành Đô 229 km. Một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lude, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn. Nguồn tin báo cáo nhanh, mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho biết trận động đất 5,0 độ Richter là dư chấn mạnh của trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Tứ Xuyên vào ngày tháng trước. Hai tâm chấn cách nhau 5 km. Theo Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên, sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại huyện Bude, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên lúc 12 giờ 52 phút trước đó, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, tổng cộng đã ghi nhận được 6.486 dư chấn, trong đó dư chấn cấp độ M3 1,8 độ Richter trở lên, hai trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, một trận động đất 5,0 độ Richter, 5,9 độ Richter, hai trận động đất 4,0 độ Richter đến 4,9 độ Richter và 15 trận động đất cường độ 3,0 độ Richter đến 3,9 độ Richter. Sau trận động đất, đội chữa cháy rừng tỉnh Gansu, đội chữa cháy rừng tỉnh Nhan Sang và đội chữa cháy rừng Apa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tập hợp nhân sự và chuẩn bị cho việc điều động. Kể từ ngày giữa tháng này, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sét, gió mạnh và mưa đá, gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 20 giờ ngày hôm qua, các trận mưa, lũ, gió và mưa đá xối xả vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 75 người chết và 24 người mất tích tại 10 tỉnh, trong đó có Phúc Kiến, Quảng Đông và Hồ Nam. Trong đó, 46 người chết và 10 người mất tích do thảm họa ở Quảng Đông, 16 người chết và 4 người mất tích do thảm họa ở Giang Tây và 3 người chết ở mỗi tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Hiện tại, khu vực mưa lớn đã thu hẹp và cường độ suy yếu. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng vẫn còn mưa lớn ở các khu vực Sơn Đông, Hồ Nam, Vân Nam và các nơi khác, và mưa lớn ở các nơi thuộc Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn khiến giao thông bị tắc nghẽn, trường học đóng cửa, đất nông nghiệp bị phá hủy. Sau trận mưa, phóng viên nhìn thấy trường cấp 2 Yao Tian ở Jianshu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở thị trấn Jinfeng, Tao Tian, Thiểu Quan, Quảng Đông. Chúa ơi, hôm qua học sinh có tan học, hôm nay học sinh đã được thông báo đình chỉ học. Hiệu trưởng của trường nói với các phóng viên rằng may mắn thay, các học sinh đã được thông báo để tạm dừng các lớp học, nếu không các học sinh đã bị mắc kẹt trong khuôn viên ngập nước hôm nay. Trong những ngày qua, lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các khu vực phía Nam và phía Bắc tỉnh Phúc Kiến, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, giao thông đường biển, đường bộ và đường hàng không ở tỉnh Phúc Kiến bị phong tỏa hoàn toàn. Vào sáng sớm ngày hôm nay, hệ thống thoát nước của Hạ Môn bắt đầu quá tải, nhiều con phố bao gồm cả đường Lưu Linh bị tích nước, con đường trở thành bãi đậu xe, nơi từng đông đúc xe cộ ùn ứ. Theo một cư dân mạng Hạ Môn có tên Cưỡi Heo Đi Làm, anh lái xe đi làm lúc 7 giờ 40 phút và đến công ty gần 3 tiếng sau đó, vừa đến giờ ăn trưa. Ngoài các tuyến đường giao thông, các nhà để xe ngầm cũng bị nước nhấn chìm. Một số người miễn cưỡng nói con đường đã trở thành bãi đậu xe do tắc đường và bãi đậu xe đã trở thành bể bơi. Bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn, đường sắt cao tốc Vũ Hán - Quảng Châu ga Shindesi Gaoguan đã chạy quá giới hạn tốc độ vào ngày hôm qua, khiến một số EMU bị trễ.
cứu hộ, thuyền và thợ lặn đi sâu vào vùng thiên tai. Nhà của tôi bị cuốn trôi gần như hết tất cả, rất nguy hiểm. Nếu cán bộ thôn thông báo sơ tán chậm hơn một chút, cuộc sống của tôi sẽ kết thúc, một người dân vui vẻ cho biết. Vào tối ngày hôm qua đã có mưa to đến rất to trên toàn huyện Củng Thành, Quảng Tây. Tất cả các thị trấn, thôn, bản đã triển khai phương án khẩn cấp. Các thị trấn khi có mưa lớn đã kịp thời thực hiện các hành động ứng cứu khẩn cấp và phòng tránh, đồng thời thông báo cho người dân vùng trũng di tản đến khu vực an toàn bằng cách vận hành báo động bằng tay, đánh cồng chiêng và gõ cửa từng nhà. Từ tối ngày hôm trước đó, thành phố Hồ Nam, tỉnh Hồ Nam bắt đầu đầu tư nhiều nhân lực cho công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Do mực nước tiếp tục dâng cao, đến sáng ngày hôm qua, Ban Chỉ huy lực lượng vũ trang thành phố và lực lượng dự bị động viên lại khẩn trương cử lực lượng cứu hộ xuồng xung kích đến khu vực thiên tai để ứng cứu. Tổng cộng có hơn 600 người bị mắc kẹt, trong đó có nhiều người già, trẻ em và học sinh. Hầu hết những người bị mắc kẹt đã được di chuyển khẩn cấp. Mặc dù chưa chuyển được một số học sinh nội trú ở các trường có địa hình cao hơn, nhưng đã bố trí giáo viên đi cùng và bố trí nhân lực giao đồ ăn. Tại Hạ Môn, Phúc Kiến, một trung tâm mua sắm dưới lòng đất bị ngập do mưa xối xả. Một người đàn ông đã được giải cứu sau khi mắc kẹt trong 10 giờ và đã được các thợ lặn giải cứu thành công. Cảnh báo mưa bão màu xanh đã được dỡ bỏ, nhưng vẫn còn mưa lớn ở nhiều nơi. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, do vùng mưa lớn bị thu hẹp và cường độ suy yếu, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn màu xanh vào lúc 6 giờ ngày hôm nay. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã nhiều lần đưa ra cảnh báo màu xanh lam đối với mưa lớn. Tuy nhiên, vẫn có mưa to ở các nơi ở Sơn Đông, Hồ Nam, Vân Nam và các nơi khác. Có nơi mưa to đến rất to ở các nơi thuộc Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ ngày mai đến ngày kia sẽ có mưa lớn ở các khu vực ven biển phía Nam Quảng Đông, Đài Loan, Đông Nam Tây Tạng, Tây Bắc Vân Nam, Đông Lưu vực Tứ Xuyên, Trung Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Sơn Đông. Các khu vực phía Tây Bắc Vân Nam, Tây Nam Đài Loan và các nơi khác đã có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70 đến 90mm và các khu vực trên có mưa dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc cho đến nay đã khiến 91 người chết và 24 người mất tích và khoảng 352.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Bức tranh thể hiện quá trình sơ tán của người dân Quảng Đông. Từ đầu tháng 6, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục mưa lớn và lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi. Thống kê cho đến nay đã làm 91 người chết, 24 người mất tích, 5,612 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 396.000 người đã phải sơ tán khỏi quê hương của họ và đưa đi nơi khác. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chỉ ra rằng lũ lụt đã bao phủ 77 quận và ở 49 thành phố thuộc 8 tỉnh, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Tổng số hơn 9.300 ngôi nhà bị sập, 56.000 nhà cửa bị hư hại, hoa màu bị hư hại nặng nề. Thiệt hại ước tính là khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 60,68 tỷ đài tệ. Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc đã giải cứu 4.342 người bị mắc kẹt sau khi vào khu vực thiên tai. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong thời gian tới vẫn có mưa lớn ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, có thể tiếp tục gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Thưa quý vị, thông tin được cung cấp bởi Trung tâm Thủy văn Quảng Tây vào ngày thứ Hai cho thấy, do lượng mưa lớn từ cơn bão số 6 năm nay mang lại, vùng thượng lưu của sông Yangtze, một nhánh của sông Yangtze và sông Nanyangtze đã bị ảnh hưởng. Một số nhánh và một số sông dọc theo bờ biển phía Nam Quý Châu đã trải qua trận lũ từ 1,5 đến 4,5 mét. Trong số đó, đoạn sông của thị trấn Hoàng Lăng, huyện Bobai, quận Bobai, một nhánh của sông Nanyangtze đã trải qua trận lũ cao hơn mức cảnh báo 0,68 mét và mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay đã có mưa lớn ở các khu vực thuộc Quảng Tây, Phan Trinh Quang, Hinju, Benhai, Julin, Chongju và các thành phố khác. Mưa to cục bộ và lượng mưa hàng ngày lớn hơn ở thị trấn Phu Long, Phong Cheng District, Phan Trinh Gang City 260mm, 233mm trong Phong Cheng Town, Jin Hai District và thành phố Benhai. Lúc 8 giờ ngày hôm nay, ngoại trừ trạm thủy văn Hoàng Lăng trên sông Yasan vượt mức cảnh báo 0,58 mét, mực nước các sông khác đều dưới mức cảnh báo. Mực nước trạm thủy văn Trường Lạc trên sông New Yangjin là 13,7 mét, mực nước cảnh báo 16 mét. Và tốc độ dòng chảy tương ứng là 298 m khối mỗi giây. Dự báo trong 24 giờ tới, sông Yangtze và sông Ninh Đàm ở thành phố Ngọc Lâm sẽ có lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,9 m, hạ lưu sông Nam Liên, sông Cửu Châu, sông Phương Thành, sông Bắc Lâm,
sông Yujiang và nhánh sông Minjiang sẽ tiếp tục lên 1,5 đến 4,5 mét. Cư dân vùng lũ Sơn Tây, Yujiang than trời, lũ bùn đã khiến khắp nơi bùn ngập cao hơn 1 mét. 34 năm sống, tôi chưa thấy trận lũ nào lớn như vậy. Quận Yujiang, huyện Lujiang, Sơn Tây hứng chịu trận mưa xối xả lớn nhất trong năm nay. Lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và nhiều làng mạc và thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đường bị cuốn trôi và ô tô bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Chủ cửa hàng ở địa phương cho biết thời điểm tồi tệ nhất là lúc 7 đến 8 giờ sáng, lũ dâng cao hơn 1 mét. Trong 34 năm cuộc đời, ông chưa từng thấy trận lũ nào lớn như vậy. Quán đầy cát, bùn và nước, toàn bộ thiết bị điện bị ngấm nước không sử dụng được. Ông chủ Wang nói rằng đường phố bây giờ hỗn loạn, xe cứu hộ và xe nâng đã đến hiện trường nhưng không thể xử lý trong ngày 1, ngày 2. Kính thưa quý vị, một trận động đất 5,11 độ Richter tại Kukulcan xảy ra vào lúc 5 giờ 58 phút ngày hôm qua tại huyện Tangkukran, vị trí tại 37,58 độ Vĩ Bắc, 72,25 độ Kinh Đông ở Khatga, Tân Cương với tiêu cự 8 km. Trận động đất đã khiến 8 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Tâm chấn cách hạt tự trị Katugan Takik 22 km, cách huyện Jingshisa 171 km, cách hạt Ato 185 km, cách huyện Jepu 190 km, cách huyện Yangche 194 km, cách Kasa 220 km và cách 1251 km từ thành phố Urumi. Vào lúc 6 giờ, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại hạt Takoran với vị trí 37,62 độ Vĩ Bắc, 75,27 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 5 km. Lúc 6 giờ 29 phút, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter nữa đã xảy ra tại hạt Takoran tại vị trí 37,63 độ Vĩ Bắc, 75,26 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 7 km. Theo báo cáo của đội quan sát di động tại chỗ của Cục Động đất khu tự trị Tân Cương, các bức tường của bệnh viện quận Takukran đã bị đổ, một số ngôi nhà bị sập và một số người đã bị chôn vùi. Theo thông tin do Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp đưa ra, trận động đất 5,5 độ Richter đã ảnh hưởng đến 43 làng tại 12 thị trấn và làng mạc, khiến 8 người chết, 29 người bị thương và 12.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ ba làng Kuyong. Trong số những người bị thương, một người bị nặng đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Các dấu hiệu sinh tồn của ba người bị thương nặng đã ổn định. Những người khác bị thương nhẹ đã được khám và điều trị. Việc lo hậu sự và trấn an tinh thần cho nạn nhân và gia đình những người bị thương đang được tiến hành. Người đứng đầu Ban tuyên giáo quận ủy Takukan cho biết các lãnh đạo chính của quận ủy đã đến được tâm trấn và đang điều tra tình hình thảm họa. Sự việc đang được thống kê. Đến 7 giờ 20 phút, đội phòng cháy chữa cháy công an huyện Kasta đã điều động xe cứu hỏa cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tìm thấy hai người mắc kẹt và giải cứu thành công. Vào lúc 8 giờ 30 phút, đội cứu hỏa Kasga đã đưa ra một kế hoạch khẩn để ứng cứu trận động đất. Lúc 9 giờ 5 phút, 3 xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ chiến sĩ do đội trưởng Su Haiyang dẫn đầu đã khẩn trương đến khu vực xảy ra động đất ở huyện Takukan để tiến hành cứu hộ với các thiết bị cứu hộ động đất như dò tìm, phá dỡ, cứu sinh, thông tin liên lạc. Nhiều công tác cứu hộ khác nhau đang được thực hiện một cách giao diết và có trật tự dưới sự điều động thống nhất của chính quyền địa phương, theo Du Xinying. Chánh văn phòng Cục Khí tượng Tân Cương dự báo trong vài ngày tới khu vực động đất sẽ có nhiều mây hoặc mưa rào. Nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm và chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng nhất định đến công tác cứu hộ. Sau trận động đất, quận tự trị Kakugan Katik đã điều động tổng cộng 1.000 quân, cảnh sát vũ trang và cảnh sát an ninh công cộng và hơn 1.200 người từ đội công tác làng Visit Huju, cán bộ cơ sở y tế, lính cứu hỏa và đối tác thâm quyến chi viện cán bộ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Khu vực thiên tai và các tuyến đường lân cận, điện, thông tin liên lạc và các cơ sở khác đang hoạt động bình thường. Sở Nội vụ khu tự trị Tân Cương đã điều động khẩn cấp 500 lều bông, 1.000 mền, 1.000 áo khoác bông, 1.000 giường gấp và 1.000 túi ngủ. Khu vực Kasga đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ trong quỹ đặc biệt để cứu trợ thiên tai. Hạt tự trị Takugan Takik đã nhanh chóng vận chuyển chăn ga gối đệm, áo khoác bông, thực phẩm và nhiều vật liệu cứu trợ đang cần được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Thị trưởng hạt tự trị Takugan Takik Gurian Baduba Hemen cho biết chính quyền địa phương đang tổ chức nhiều lực lượng khác nhau để chuyển và tái định cư cho khoảng 10.000 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, hơn 8.000 người. Sau trận động đất ở quận tự trị Takugan Takik, Tân Cương, nhiều công tác cứu hộ và tái định cư đã được thực hiện một cách toàn diện, về cơ bản đã trở lại bình thường. Vào trưa ngày hôm nay, tại khu tái định cư tạm thời, các dãy lều cứu trợ đã được dựng lên và những người dân bị ảnh hưởng đã tạm thời ổn định. Các phương tiện tiếp tục được đưa đồ đạc, đội cứu hộ và dân làng đến giải cứu.
nhiều vật liệu khác nhau được chất thành đống hai bên lều. Các đầu bếp tự nguyện đến từ thị trấn của quận đang nhóm lửa nấu ăn, trồng mẫu giáo lều trong làng đã bắt đầu mở lớp và các giáo viên của trường mẫu giáo quận đến hỗ trợ đang tổ chức cho các em ăn. Do trời lạnh về đêm nên người dân địa phương cũng đã phát các vật liệu sưởi ấm như bếp than cho người dân trong thôn. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về kinh tế do trận động đất gây ra là 864 triệu nhân dân tệ. Từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, hạt Daju đã hứng chịu một trận mưa lớn và quá trình thời tiết mưa lớn mạnh nhất đã xảy ra kể từ đầu mùa lũ. Với lượng mưa tối đa là 276,4mm, hơn 5.000 người dân ở 7 thị trấn bao gồm văn phòng quận Tha Chiang, thị trấn Yongsi và thị trấn Siwan trong quận đã bị lũ lụt bao vây và đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập. Thưa quý vị, con đường dẫn đến thị trấn quận từ cộng đồng Hồng Hưng của văn phòng tiểu khu Tan Siang bị ngập và hàng trăm người không thể ra vào. Hãy nhanh chóng cứu hộ. Lúc 8 giờ 59 phút sáng ngày hôm nay, đội phòng cháy chữa cháy công an quận Daju nhận được lệnh của công an huyện và bắt tay ngay vào phương án ứng cứu khẩn cấp các thảm họa lớn. Đội trưởng Juwe và chính ủy Thang Kaming đã nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy và 21 cán bộ chiến sĩ mang theo xuồng xung kích, áo phao, dây an toàn đến vùng thiên tai. Tang Senbin, giám đốc văn phòng quận Tan Siang cho biết do mưa lớn, con đường duy nhất dẫn đến quận lỵ trong cộng đồng Hồng Sinh ở tiểu khu này bị ngập và 480 người dân không thể ra vào phải chờ cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy khảo sát và nhận thấy xung quanh đoạn đường ngập có địa hình phức tạp, chỗ nào cũng có cây cối, xuồng xung kích, không thể tiến lên được. Một số khu vực nước ngập sâu đến 3 mét. Có người bị mắc kẹt ở thị trấn Vĩnh Tây, hãy nhanh chóng đến ứng cứu. Đến 9 giờ 50 phút, lực lượng cứu hỏa nhận được lệnh điều động 12 cán bộ chiến sĩ mang theo xuồng xung kích và xuồng cao su đến thị trấn Vĩnh Tây. Nửa giờ sau, các sĩ quan và binh lính cứu hỏa đến phố thị trấn Yongsi. Tôi thấy toàn bộ thị trấn và đường phố ngập trong nước và hầu hết các cửa hàng đều bị ngập. Theo các nhân viên chính quyền địa phương, một cây cầu vòm trong thị trấn đã bị lũ cuốn trôi và một số khu vực như đất nông nghiệp, cơ sở cây giống và diện tích đất nông nghiệp bị ngập sâu trong nước từ 2 đến 3 mét. Dưới sự chỉ huy của thường trực huyện ủy và chính quyền quận, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã điều động các xuồng xung kích vào sâu trong vùng ngập lụt để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Lúc 11 giờ 50 phút, các sĩ quan và binh sĩ cứu hỏa đã đến sân của Peng ở thị trấn Yongsi giúp 3 người bị mắc kẹt đưa lên chiếc thuyền xung kích và đưa họ đến khu vực an toàn. Hơn 20 phút sau, các sĩ quan và binh sĩ cứu hỏa đến làng Tunje trên một chiếc thuyền xung kích và nhìn thấy 3 người dân đang đứng trên ban công trên tầng 2 của một tòa nhà. Các cán bộ chiến sĩ đã cố định chiếc thuyền xung kích bên cạnh công trình bằng dây thừng, đưa 3 người lên trên thuyền và chuyển họ đến khu vực an toàn. Sau đó, cán bộ chiến sĩ cứu hỏa di chuyển đến thị trấn Sima và thị trấn Siwan để giải cứu hàng chục người mắc kẹt. Sáng qua, do mực nước rút dần nên hầu hết những người mắc kẹt đã thoát ra ngoài. 142.000 người bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lớn này, dân số bị ảnh hưởng ở quận Daju lên tới 142.000 người, 11 người bị thương do thiên tai, 4 thị trấn bị ngập, hơn 200 cửa hàng bị nhấn chìm. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 95.000 hectare và thiệt hại về nông nghiệp là 89 triệu nhân dân tệ. 570 ngôi nhà bị sập, 5.235 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Theo ước tính, thảm họa sẽ gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 160 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, các công tác cứu trợ thiên tai khác nhau ở Daju County đang được thực hiện một cách có nhanh chóng. Sáng ngày hôm qua, tại huyện Jiangxi, tỉnh Hồ Bắc đã có sấm và sét kèm theo mưa lớn, gió giật cấp 6, 7 và lượng mưa cục bộ là 186mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đỏ vào sáng sớm cùng ngày. Trận mưa lớn đã khiến một nhà xưởng lớn trong khu công nghiệp đô thị huyện Jiangxi bị ngập. Nhà máy ngừng sản xuất, nhiều tuyến đường chính ở khu vực đô thị bị ngập lụt đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của quần chúng nhân dân ở một mức độ nhất định. Sau khi thảm họa xảy ra, các cơ quan chức năng có liên quan ở huyện Jiangxi đã ngay lập tức phát động ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và hướng dẫn quần chúng thực hiện các biện pháp tự cứu. Quý vị thân mến, các tỉnh miền Đông Trung Quốc hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc theo sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo còn tiếp diễn trong những ngày tới.
Đến 19 giờ ngày hôm nay, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 110,05m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước còn tiếp tục tăng và dự kiến lập kỷ lục. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc ngày hôm nay đã vận hành đập tràn lần đầu tiên trong hơn 10 năm để hạ thấp đỉnh lũ. Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh đã vượt mức báo động. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 26 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam trong lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 151 người đã thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện, bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 5 giờ 58 phút ngày hôm qua, một trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã xảy ra tại quận tự trị Kagukhan, Tajik, gọi tắt là quận Ta, ở Kaga, Tân Cương, khi trận động đất được cảm nhận rất mạnh. Tính đến 8 giờ 50 phút, theo xác minh sơ bộ, trận động đất đã làm 8 người chết và 23 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, một số ngôi nhà bị sập. Sau khi trận động đất xảy ra, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng chống động đất Takugan có cường độ 5,5 độ Richter đã tiến hành công tác ứng cứu và tự cứu lẫn nhau. Sau trận động đất, Chen Kwangu, bí thư khu ủy khu tự trị Tân Cương, Sekwelatika, chủ tịch khu tự trị Tân Cương đã ngay lập tức yêu cầu họ dốc toàn lực để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị thương vong và các hộ bị thiệt hại tài sản do dư chấn và thảm họa thứ cấp gây ra. Phó Chủ tịch khu tự trị Tân Cương Gila Isamuddin dẫn đầu các bộ phận liên quan và các chuyên gia thành lập nhóm công tác đến khu vực bị thiên tai để hướng dẫn cứu trợ trận động đất. Những người có liên quan phụ trách tại quận Kaga và Takugan dẫn đầu các cơ quan chức năng về động đất, phòng cháy chữa cháy, dân sự, y tế, giao thông, liên lạc và các bộ phận liên quan khác khẩn trương đến tuyến đầu khu vực động đất để kiểm tra tình hình thiên tai và tổ chức cứu trợ động đất. Phóng viên được biết từ Ban Tuyên giáo huyện Tà, sau trận động đất, huyện Tà đã lập tức thành lập trụ sở khẩn cấp động đất và triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, số khác tiến hành cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Cục Khí tượng Tân Cương hiện tại, thời tiết khu vực xảy ra trận động đất đang có mưa rào nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến công tác cứu hộ. Theo Du Xiying, tránh văn phòng Cục Khí tượng Tân Cương, trước đây Taxian luôn có thời tiết đẹp và điều xảy ra là do mưa trong 2 ngày qua. Khu vực động đất hiện đang có mưa rào và đêm nay trời sẽ chuyển nhiều mây với nhiệt độ từ 3 đến 18 độ C và gió giật cấp 4-5. Thời tiết được dự báo sẽ có nhiều mây hoặc mưa rào trong vài ngày tới. Đầu Shijing cho biết, nhiệt độ vào ban đêm tương đối thấp trong những ngày này ảnh hưởng phần nào đến việc cứu hộ. Nhiệt độ tối thiểu khoảng 4 độ C, chú ý đề phòng rét và giữ ấm cơ thể. Trận động đất đã khiến trần của Bệnh viện Nhân dân huyện Tà bị hư hỏng nặng. Theo thống kê, hiện tại 5 địa phương vùng thiên tai có 2.460 hộ bị ảnh hưởng với 12.000 nhân khẩu, 9.200 người đã phải di rời. Nhà bị ảnh hưởng có diện tích là 600.000m², 2.500 phòng, hơn 800 vật nuôi đã bị chết và bị thương. Trong đó, toàn bộ 220 hộ gia đình và 1.520 ngôi nhà dân ở làng Kujikun, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị sập, làm 8 người chết và 23 người bị thương. Wang Fuyu, bí thư quận ủy Takugan, xác nhận với Tân Hoa Xã rằng, theo thống kê sơ bộ, 5 người Tajik và 3 người Hán đã được xác nhận là đã chết và ít nhất 11 người bị thương. Có thể thấy, qua hiện trường ở quận Takugan, nơi có tâm chấn, lãnh đạo quận ủy Takugan và chính quyền quận đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ địa phương đẩy nhanh công tác cứu hộ. Một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo xác định chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, độ sâu trọng tâm của trận động đất là 8 km và tâm chấn nằm ở khoảng 37,58 độ vĩ Bắc và 75,25 độ kinh Đông. Tâm chấn nằm ở phía đông nam của cao nguyên Pamir với độ cao trung bình là 4.347 m trong vòng 5 km tính từ tâm chấn.
dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 580 người và trong vòng 50 km tính từ tâm chấn có 6.200 người. Khi trận động đất xảy ra, động đất được cảm nhận rất mạnh và thành phố Kaga, quận Jinshiya, quận Akto và những nơi khác cách xa tâm chấn gần 200 km cũng được cảm nhận rõ ràng. Cảnh sát biên phòng và sở cứu hỏa đang thực hiện các hoạt động cứu hộ đã tìm thấy những ngôi nhà cũ bị sập ở một số ngôi làng gần tâm chấn hơn. Theo dữ liệu, tổng cộng 234 trận động đất có cường độ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vòng 200 km tính từ tâm chấn trong vòng 6 năm qua. Trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra tại huyện Akto, Tô Châu, Kijin, Tân Cương. Có 4 ngôi làng trong vòng 5 km từ tâm chấn và hơn 20 km từ quận lỵ. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc phát động ứng phó khẩn cấp với trận động đất mạnh cấp độ 3. Về vấn đề này, Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 phù hợp với kế hoạch ứng phó khẩn cấp động đất của Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc. Các đơn vị liên quan ngay lập tức vào trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp 3, làm tốt nhiệm vụ khẩn cấp, tổng hợp thông tin, theo dõi dư chấn, nghiên cứu và phán đoán xu hướng động đất, điều tra, đánh giá thảm họa, ổn định xã hội. Đồng thời, Cục quản lý động đất Trung Quốc sẽ cử một đội ứng phó khẩn cấp đến Tân Cương để hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu trợ động đất. Cơ quan quản lý động đất Tân Cương và các bộ phận liên quan về động đất các cấp đã nhanh chóng điều động nhân sự tiến hành công tác điều tra thảm họa khẩn cấp tại chỗ. Theo tin chính thức từ Cơ quan quản lý động đất Tân Cương, trận động đất với cường độ 5,5 độ Richter tại huyện Takugan, Tân Cương sáng nay, thống kê sơ bộ đã khiến 8 người chết, hơn 20 người bị thương, hơn 180 ngôi nhà bị sập và 789 người bị ảnh hưởng. Nữ đoàn 3 của làng Khu Gông, thị trấn Ta, huyện Ta, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.